chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Phú Quế, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất phường có tổng diện tích là 1.061 m², trên thửa đất thuộc cây lâu năm chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Anh chị rẽ trái là liên thông ra đường tỉnh lộ 864 khoảng là 2 km. Ở đây thì có điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa thì rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để cất nhà và anh chị lập vườn trồng cây ăn trái. Hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ra đường tỉnh lộ 864 khoảng 2 km. Khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Phú Phong, trường học, ủy ban, ngân hàng. Thì anh chị cách khoảng là 2 km. Con đường này thì rộng khoảng là 3,5 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ là thoải mái luôn nha. Từ vị trí đường bê tông 3,5 m, anh chị di chuyển vào đường bê tông là 2,5 m. Tới vị trí thửa đất của mình là 40 m nha anh chị. Con đường này gọi là đường nhân dân tự quản số 2. Đường này thì anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ hoặc là 7 chỗ tới vị trí thửa đất phường của mình luôn nha. Và trọng tải con đường này thì khoảng 1 tấn nha anh chị. Ở đây thì con đường đi vào thì mình cũng có đèn đường luôn anh chị. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về thửa đất vườn này hơn. Để cô chú anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian ha. Và con đường này thì anh chị mình cũng di chuyển vào xã Bàng Long của huyện Cai Lậy khoảng 4 km nha anh chị. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang theo cái mặt tiền bê tông 2,5 m này là 50 m nha anh chị. Chiều sâu là 27 m, một cạnh là 25 m. Để em chỉ ranh giới cho anh chị nắm nha. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí ngay cái tay em chỉ nha anh chị. Mình đo ngang qua theo cái mặt tiền bê tông này là 50 m đó anh chị. Bên hông thì mình cũng có con gạch khoảng 4 m. Nước ra vào thì rất là thuận tiện để cho anh chị lấy nước để tưới tiêu nha. Và ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Về thì anh chị có thể trồng dừa nè, mít, bưởi, sầu riêng và các loại cây ăn trái khác thì anh chị đều trồng được luôn. Đất của mình thì cũng cao gáo bằng theo mặt lộ nha anh chị. Ở trên đất thì chủ yếu là gia chủ đang trồng sabo chê. Sabo chê này thì khoảng 10 năm nha anh chị. Một số thì cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch luôn. Vậy thì anh chị mình chăm sóc một thời gian là anh chị có quay lại luôn nha anh chị. Ở đất mình cái cạnh này nè là sâu 27 m nha anh chị. Còn cạnh bên kia là sâu 25 m ha. Ở đây thì thửa đất đang quay về hướng đông nha anh chị, phong thủy rất là tốt của anh chị ơi. Mảnh đất thì mặt tiền rất là rộng luôn anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển tới vị trí thửa đất vườn của mình là 20 km. Từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về là 77 km nha.
Ở đây thì mình cũng có cây đèn đường luôn nha anh chị. Hiện giá chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 200 triệu cho hết diện tích là 1.061 m². Trên thửa đất thì thuộc cây lâu năm, chưa thổ cư nha anh chị. Nếu anh chị có nhu cầu để anh chị lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị, cô chú, anh chị mình lên thổ cư luôn ha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà phường, lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị cô chú đủ điều kiện luôn nha. Ở đất mình tới ngay chỗ vị trí chỗ này là hết ranh giới của mình nha anh chị. Ở đất mình rất là đẹp luôn, phù hợp để anh chị có thể mua đầu tư, hoặc là anh chị mình mua để anh chị cất nhà ở là tuyệt vời luôn ha. Con đường này thì rộng khoảng 2,5 m thôi nha anh chị. Cách đường 3,5 m thì khoảng 40 m thôi. Ở đất mình thì rất là cao và bằng theo mặt lậu luôn. Ở về đây thì anh chị mình thiết kế nhà vườn để anh chị cuối tuần có thể về đây nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha anh chị. Ở khu vực này thì em thấy trồng sầu riêng cũng rất là nhiều nha anh chị. Để em di chuyển xuống bên dưới, em chỉ ganh cho anh chị nắm ha. Ở diện tích mình tới ngay chỗ vị trí này nè anh chị, là hết ranh giới của mình. Phía sau đất của mình thì cũng có cái đường nước nè anh chị. Đường nước này thì đường nước công cộng thôi, khoảng 3 m. Phía sau thì mình không có lầu giới sông nha anh chị. Bên hông thì cũng có con gạch luôn mà không có lầu giới nha. Chỉ có lầu giới đường là 5 m nha anh chị. Ở đây thì điện nước, wifi thì có đầy đủ hết luôn anh chị. Ở chợ, trường học, ủy ban thì anh chị cách chỉ 2 km thôi ha. Giá bán là 1 tỷ 200 triệu nha anh chị. Cho hết diện tích là 1.061 m². Em quay như vậy thì anh chị mình cũng nắm cụ thể ha. Đất mình thì giáp mí lộ là 1 lít nha anh chị. Đây là lít thứ 2. Còn phía sau mình có cái lít thứ 3. Gia chủ thì cũng trồng khoảng 12 gốc sabuche nha anh chị. Đất mình thì rất là gò luôn. Vị trí này thì rất là đẹp để anh chị cất nhà vườn ha. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới. Bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị. Hoặc là anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Ở đây thì em thấy chủ đã vô điện rồi nha anh chị. Về thì anh chị mình có thể vô nước là anh chị mình cất nhà ở ha. Mảnh đất này thì em thấy rất là dung dứt nha anh chị, rất là đẹp luôn á. Ngang ngang mặt tiền của mình rất là rộng nha anh chị, tới 50 m.
đất mình tới ngay chỗ vị trí này nè anh chị, tới ngay chỗ này ha, là hết ranh giới của mình nha anh chị. Bên đây thì con gạch khoảng 4 mét thôi, nước thì ngọt quanh năm luôn, anh chị mình yên tâm nha. Ở đây thì phù hợp để cho anh chị trồng sầu riêng, bưởi da xanh, sabu chê và nhiều loại cây ăn trái khác thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Đất mình thì bằng theo hoặc lậu luôn nha anh chị. Giá cả thì em thấy cũng rất là hợp lý luôn. Mặt tiền của mình tới 50 mét, cạnh bên kia thì mình sâu là 25, còn cạnh bên đây là mình sâu là 27 nha anh chị. Trên đất thì cây lâu năm thôi, anh chị có nhu cầu để lên thổ cư thì bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị lên thổ cư ha. Giá bán là 1 tỷ 200 triệu nha anh chị. Cho hết diện tích là 1.061 m². Con đường này thì ô tô khoảng 4 chỗ, 7 chỗ là anh chị mình di chuyển tới thửa đất luôn nha anh chị. Cách đường bê tông 3,5 m thì 40 m thôi anh chị. Rất là gần luôn. Vị trí này thì rất là tuyệt vời nha anh chị. Rất là đẹp. Điện nước wifi thì có đầy đủ. Và mình có đèn đường hết luôn anh chị. Từ đây thì anh chị mình di chuyển ra cái đường 3,5 m. Lúc ban đầu em đứng thì 40 m thôi nha anh chị. Rất là gần luôn ha. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.